Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra và phát hiện kho hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại địa chỉ số 10 Đồng Xoài thuộc địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Được biết, kho hàng trên do bà Trần Thị Anh, 27 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê làm chủ. Kiểm tra toàn bộ kho hàng, Công an quận Liên Chiểu phát hiện 66 kiện hàng đồ gia dụng với hơn 2.000 sản phẩm, gồm các loại quạt, máy nướng bánh, bàn ủi, bình ấm điện tử, tủ sấy, quần áo. Làm việc với cơ quan công an, bà Anh khai nhận, trong khoảng thời gian cuối tháng 12 năm 2020, bắt đầu chuyển kho hàng từ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ về địa chỉ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để tiếp tục buôn bán. Thông qua mạng xã hội, bà Anh sẽ đăng tải các mặt hàng để khách hàng lựa chọn và phần lớn chỉ bỏ mối bán sỉ cho các đầu mối lấy số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Qua làm việc, bà Anh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng gia dụng tại kho. Hiện Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản kiểm kê và tịch thu toàn bộ số hàng hóa trong kho để xác minh xử lý theo quy định.